cả gia đình thích trồng cây nha. Mình đang có mặt ở phường 15 quận 10 trên một cái sân thượng của căn nhà nhỏ của bạn Phạm Công Kiên, người sau lưng mình đó. Có hai cây ổi mà siêu trái. Mời mọi người ngắm ổi. Mình có mấy cây ổi này nè. Do vườn nhỏ nên chỉ có hai cây đúng không? Hai cây ổi. Giống gì ha? Ổi này ổi lê Đài Loan ruột đỏ đó. Ổi lê Đài Loan ruột đỏ. À. Ổi này mình bao lại để cho nó đừng có bị con ruồi đục trái. À. Hơi bị siêu nha. Nó đây cũng sắp hái ăn được rồi anh. Ừ. Để mở cho anh, em cũng chuẩn bị em hái đó. Ừ. Tại vì bây giờ là cỡ này là mình ăn được rồi. Ừ. Để chín chút nữa thì nó không có giòn. Ừ. Để mở ra hết cho các bạn xem nha. À. Trời, mở ra quay mới đã. Cái này nó đơn giản lắm, em cũng trồng bình thường, em cũng không có gì chuyên môn, chứ thích thì trồng thôi chứ cũng không có phải là chuyên nghiệp, mình cũng phải đi làm. Ừ. Để mở ra hết. Rồi chiếc vườn bằng kiên là làm bên công ty điện lạnh Ri nha. Cái ổi này đó thì trồng 6 tháng này nha các bạn. Ừ. Tại vì lúc trước á mình trồng mình không có cho trái liền. Ừ. Nếu mà mình cho trái liền thì khoảng chừng 3 tháng là nó có trái rồi. Ừ. Mà mình để cho nó lâu cho cái cây nó to. Và to nó mới được nhiều trái. Ừ. Thấy không? Đó, bên đây là mười mấy trái được nha các bạn. Để mở ra hết luôn đi. Mở ra hết. Chiêm ngưỡng luôn. Mở ra hết cho mọi người chiêm ngưỡng. Không phải là chỉ có dân nông nghiệp ta mới trồng được, mình là dân văn phòng mình vẫn trồng được nha các bạn. Chỉ cần chịu đầu tư một chút thời gian rồi mình trồng trên những cái sân thượng nhỏ bé của mình. Bữa nào mình rảnh thì mình lên mình cắt tỉa nó. Ừ. Ồ, ra đồng đều quá ha. Cái này là nó ra một lọt các bạn, nó ra nhiều trái đó mình cắt để bớt á. À. Chứ còn nếu mình để nhiều quá thì nó sẽ trái nó không có lớn. Đây. Rồi. Đó, tất cả cái trái mà mình. Rồi, bây giờ mình sẽ đếm nha. À. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 chưa? 10 rồi. 11 12. Cái đây trái nữa nè. Dưới này một trái nữa là 13. Đây trái nữa là 14. Vậy chỉ là tổng cộng là 14 trái. Nhìn thấy mà ghê không? Trên sân thượng nè. Ừ. Cái giống này nó mới nè, cái trái này cái lá nó to nè. Ruột. À. Không hạt. À, đây hạt chút xíu nè. Ủa ruby hả? À bông nè, đây chút anh quay dung chưa? Ờ quay rồi, quay luôn bông hả? Thì như đây là nó ra nhiều trái vậy mình cũng chọn hả? À, đúng rồi anh, mình cũng chọn là bớt trái. Đây cây ổi này, ổi ruby nha các bạn. À. Nó là ổi ruby ruột đỏ, không hạt, nó chỉ hạt bằng ngón đầu nó tốt thôi. Hầu như nó không hạt, rọt giòn ngọt thơm nè, nó dễ. À. Nó lá nó phải to như thế này mới coi là ổi ruby nha các bạn. À. Mình cái ổi này là cái ổi đầu tiên mình trồng ở trên sân thượng đó. À. Bây giờ cái giống này là giống mới cho nên là ít có người ta trồng. Ừ. Mình trồng đầu tiên đó mà tức là lâu nay họ cứ quảng cáo rồi quay rồi chụp lên tấm hình mà cái lá không giống. Đúng rồi. Tức là ổi này ổi ruby đúng không? Ổi ruby mà cái lá mà không to cái này là coi như không phải đó các bạn. Nó có trái nhiều, cây này cũng là hai mấy trái các bạn. À. Nó vừa có trái mà trong trên đồng thời nó cũng ra bông nó trên. À. Nè các bạn thấy không? À, dưới đây trái, trên này bông nè. Ổi này cũng dễ trồng các bạn. À. Và cứ trồng thử một cây để xem cái trái nó như thế nào, coi trái nhiều không. Cây này không là cũng là hai mươi mấy trái đó các bạn. Hai mươi mấy trái này là mình để luôn rồi đó. À. Coi như không tỉa nữa. À, còn cái chậu mình trồng là nhỏ thôi chứ không phải là bự gì. Ừ. Đây là những cái chậu mình trồng
nên là xốp thôi, xốp nha. Mà kích thước nó khoảng 60-40. Ừ. Còn bên trên này là mình be thêm để cho nước nó đừng có, đất nó đừng có văng ra ngoài khi mình tưới. À, chứ không phải be lên phát cho khoảng 2 tấc. Coi như là rải rơm lên để giữ ẩm. Giữ ẩm đúng rồi, mùa nắng này giữ ẩm. Rồi cũng có hệ thống tự động ha. Đó, có hệ thống tưới tự nhỏ, động nhỏ, luôn. Nhỏ giọt ha. À, tưới phun sương, tưới tự động luôn. Bây giờ để mình mở cái tự động cho lên cho các bạn xem. Có thể làm theo cũng được. Cái tưới tự động này đó các bạn. Là mình cài đặt giờ rồi tự động nó tưới. Ví dụ mình chọn 10 phút hoặc 15 phút là tự động nó tưới. Bây giờ dân amateur có tự làm được không? Được, cái này mình mua về mình làm á. Mình mua về mình làm. Tại vì mình đi ở trên văn phòng khi mình cũng không có thời gian mình tưới. Lâu lâu mình đi du lịch rồi đó. Mình cài cái độ này xong rồi nó tự động nó tưới. Mình chỉ lên phụ họa thôi. Ví dụ như bữa nào cắt tỉa rồi thôi. Cắt tỉa rồi, còn mình đi du lịch thì mình phải cho nó tưới tự động, chứ còn không mình để nó nhà một mình là nó héo. Rồi. Phun còn đẹp quá. Còn các bạn là như cái cây ổi nhiều trái này nè, thì là cái thùng trồng nè là mấy gan ha? 40 cm hả? Đúng rồi, cỡ đó. Cao khoảng nếu mà đất cao lên là khoảng 1 mét, nhưng mà đất thì khoảng 7 tấc. Còn 3 tấc còn ở cho trống, trống để khi nào mình muốn bỏ vô thì mình bỏ. Tức là cái thùng này cao 1 mét nhưng mà đất chứa tới là 7 tấc thôi. Còn chừa trên này để mà bỏ phân bỏ đồ thao tác cho dễ. Thì còn đất thì là đất mua đất trộn sẵn hả? Có chỗ bán đất trộn sẵn, hoặc là không mình mua đất sạch về mình trộn với sơ dừa cho cháu. Hoặc là đất đất sạch đó. Trộn với đất thịt. Phải có đất thịt nha. Quan trọng trồng cây ăn trái các bạn phải có đất thịt. Tại vì đất thịt nó mới giữ được chất dinh dưỡng lâu, còn mà đất sạch nó là cho cháu thì nó sẽ mau hết chất dinh dưỡng, nó sẽ tàn. Đất sạch cho trấu thực chất là bụi thôi. Bụi thôi. Mình phải trộn thêm cái đất thịt mới là có mùn. Đất thịt dạng đất ở vườn đó các bạn. Ở vườn, ở hai lề đường đó. Ở quê đó. Xung quanh mình ở á, chứ nghe mấy bạn nghe nói là đất thịt không biết cái gì cũng rồi. Đất trong tự nhiên á. Đó, là đất thịt. Ủa nó có hay sâu bệnh gì không? Ở trên đây thường nó hay bị bệnh diệp sáp, nhưng mà mình trồng sân thường mình chỉ xịt hoặc là mình bắt nó một lần, mình giặt cái lá lên nè các bạn. Diệp sáp thường nó hay ở dưới cái lá nè, mình giặt lên mình bóp nó chết cũng được. Nếu mà tại sân thượng mình nó phải như ở vườn, hoặc là mình lấy nước mình xịt mạnh, mình xịt vô nó trôi đi. Bệnh lắm đó thì mình mới xịt thuốc thôi, chứ còn thường thường là mình đây mình bắt không à. Chơi bằng tay thôi, tại vì số lượng ít đúng không? Đây là những cái cây con đúng không? Cây con của cái ổi loại đó đó hả? Đúng rồi. Thì ai muốn mua nó thì cứ liên hệ với Kiên đúng không? Đây là mình không chuyên nghiệp, nhưng mình chia sẻ cho các bạn trồng thôi. Chứ mình không phải là chuyên nghiệp để buôn bán cái này. Chia sẻ lại cho các bạn trồng là... để quay lại cho mọi người thấy. Nãy giờ trái nhiều là từ một cây nha, một gốc thôi nha. Gốc này là lúc mua là một gốc chiếc ghép đúng không? Một ghép gốc à. Gốc ghép thì cái nào mà dưới cái mắt ghép thì mà mọc lên thì ta bỏ. Đúng rồi, ta chừa những cái chồi bên trên mắt ghép thôi. Thì một cây mà nó như nhiêu đây trái nè, tức là nãy có đếm 14 trái đó. Một trái nào cũng đồng đều và to. Bây giờ cái ổi này cũng sắp ăn được rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt một trái ăn thử cho các bạn. Cho nó như thế nào. Đây. Bứt bằng tay luôn đi cho nó biết. Đây các bạn. Nhìn đã quá.
giờ cắt làm hai đi. Đây đây mình cắt thử cho các bạn xem. Ổi thì rất là sạch rồi, đây mình bao rồi các bạn. Đây. Ừ, bẻ ra luôn hả? Rồi. Đó. Vậy là tôi được quyền ăn phải không? Rồi, anh cứ ăn bình thường. Bây giờ mời mọi người ăn ổi nha. Đó, phần cơm dày hơn phần ruột ha. Ngon anh. Giòn, ngọt. Giòn ngọt ít hạt. Cái loại này nó ít hạt, ăn nó không có bị dính răng, không có bỏ. Còn cái loại mà hạt nhiều quá mình phải bỏ hết. Vậy là bữa giờ mình đi quay toàn được cái lọc ăn. Hôm rồi ăn dưa lưới cắt từ trên cây luôn. Tính là lấy con dao xẻ cái trái dưa còn lủng lẳng trên cây. Đúng ngon lắm. Ổi này là mình bọc trái nha các bạn, cho nên nó rất là sạch, nó không có dơ, mà không có xịt thuốc gì đó. Cái bao bọc trái. Cái gì rút thuốc có gì rút. Họ có bán sẵn hả? Ê, trên Lazada là nó bán nhiều lắm. Vậy bên ngoài có ai bán không? Có anh. Ổi này được ăn được không? Anh ơi, con ruồi đó bây giờ á, mình trồng cây đó, hai cái là cực nhất là bị con riệp sáp. Với con ruồi vàng, có hai cái đó thôi là chị bệnh cực nhất. Này riệp sáp này, nó bám này. Anh con bắt con riệp sáp nè. Đó. Trắng. Màu trắng nè. Riệp sáp này các bạn, nó bám nè, mình cứ bắt mình bóp cho nó chết là được rồi. Khỏi xịt. Này bao lại, bao trái là vậy thì rất là an toàn. Là thứ nhất là không có bị con ruồi vàng đục, thứ hai nó là bụi bặm mà nó có bay vô. Nó làm cho cái trái của mình nó đẹp. Hèn gì da láng kích. Còn mà mình để ngoài con nào con ruồi nó chích rồi con sâu bọ nó cạp, chim nó cũng cạp, còn để vậy thì chim nó không có mổ nha các bạn. Còn không mình trồng chân thường cái này là chim nó sẽ xẻ, nó nghe mùi rồi nó vô nó mổ. Nó mổ rồi nó ăn không hết, nó rụng. Tức là bây giờ nghe đồn là muốn trồng ổi mà nhiều trái sung thì có bí kíp gì đó từ cái lúc mà mới trồng á? Thì em á là cách của em trồng nó hơi lạ hơn người ta, là cây giống sau khi mình mua về, nó vô đây là cây giống mình mua về thì người ta đem về, người ta sẽ trang bị cái chậu đất bự đi, ví dụ đây cái chậu đất đi, người ta sẽ đem về người ta trồng cây giống vô liền. Còn em này khác, thì khi mà cây giống mà em mua về đó, em không có trồng vô chậu đất này liền. Nhưng mà em trồng vô trong cái chậu nhỏ. Cái chậu nhỏ bản giống như cái chậu mà nhận thọ mà trong Tết tao bán ra, tao bỏ những cái chậu mềm mềm đen đen á. Trồng mũ á. Đúng mũ á, 60 ngàn á. Mình trồng vô đó. Mình trồng vô đó khoảng chừng 1 tháng tới 2 tháng cho cái cây nó bén rễ xung quanh nên nó tốt. Nó tốt lên xong rồi mình cắt tỉa như thế nào xong trong khoảng 2 tháng đó. Trong cái thời gian 2 tháng đó để mình chuẩn bị cái chậu đất cố định cho mình. Tại vì chuẩn bị chậu đất bự này rất là cực, lâu lắm anh. Nào là sơ dừa, nào là phân bò, nào có thể là bỏ dưới đó là xương cá trong đó, mình ủ trong đó. Để sẵn ở đó. Bây giờ cái chậu của mình xong, khi mình trồng được 2 tháng nè, mình mới đem vô cái chậu đó mình trồng. Thì khi cái chậu này nó đang ở trong cái môi trường mà không có đủ đất nè, rễ, tùm lum nè. Mình trồng vô trong cái chậu lớn liền á, đắp đất lại là cái táo này, cái ổi này nó sẽ phục tốt liền. Anh nghĩ là nó đang ở trong môi trường đất nhỏ này mà được vô môi trường đất lớn này nó sẽ tốt liền. Tốt. Còn không, nếu mà anh trồng hẳn cái ổi vô trong cái chậu lớn này, nó còn nhỏ, nó không có hút hết chất dinh dưỡng của chậu này. Mà anh trồng cái chậu lớn hàng ngày tưới nước rồi nó trôi hết. Khi mà nó lớn là cái đất trong này nó hết chất dinh dưỡng rồi, nó không tốt. Còn anh trồng trong chậu này đó, khi anh đưa vô đây à, đầy đủ chất dinh dưỡng là nó sẽ tốt phật liền. Còn riêng mà ổi á, anh mà muốn cho nó có trái tự nhiên cũng được, còn anh muốn cho có trái hàng loạt á, là những cái nhánh mà đâm lên á, cắt ngay cái khúc dài dài á, cắt từ cái thân chính ra cái thân phụ khoảng chừng 2 tấc. Thì 2 tấc đó trong vòng khoảng chừng 5 ngày sau, tuần lễ sau nó sẽ đâm những cái tược lên.
mình sẽ chọn ra chừng một cái dây, chọn xu cái từng nào khỏe mình giữ lại thôi. Nhưng mà hỏi cái nguyên tắc của nó là khi mà nó ra đọt là nó ra bông. Mỗi cái thông thường nó là một cái nhánh thì nó hay ra một hai cái bông hai bên. Mình cho ra bông hết, sau đó rồi cho nó nở luôn, nó nở nó đậu trái. Rồi mình mới tiễn là bớt. Ví dụ như một nhánh như vậy mình cho nó hai trái, ba trái thôi chứ mình cho nhiều quá nó không đủ sức nó gánh. Rồi những cái trái cái bông mà nhỏ, trái nhỏ ngắt bỏ. Rồi khi mà ví dụ mà cắt đọt các bạn ở nhà thường hay trồng á rất là sợ là nó cắt uổng. Cứ cái trái nổi đang mọc dài dài đây ra cái không dám cắt. Hoặc là cắt ở trên đọt. Cắt trên đọt là sai lầm với các bạn. Đây cái nhánh từ trên đây lên tới đây mình cắt trên đọt để ra bông thì cái nhánh ở trên đọt này nó sẽ là yếu. Khi mà ra đọt nó ra trái thì không nổi, cho nên mình phải cắt sâu vô trong, cắt cái tầm khoảng 2 tấc. Thì khi đó nó sẽ đâm cái tược ra nó gây cánh trái nó mới nổi. Nó giống như trồng ớt mà thu hoạch một lứa xong mình đúng rồi, cắt đúng gần gần sát cái thân chính á. Thân chính á để cho nó ra tược tiếp. Còn đừng cắt cho khi mà trồng mình không có nên mà tiếc mà cắt nhánh cắt này kia sợ nó uổng, không có cắt đi. Còn cứ để là nó không có đạt hiệu quả đâu. Rồi còn cái phân mà trong cái giai đoạn mà cây mà chuẩn bị mình cho nó bông á, phân á thì em trồng ở trong chậu là em không có định kỳ, không có gì sân á. Không có phải là bà kỳ ra bông ra trái, cứ một tháng em bón khoảng gần 3 lần 4 lần mình chia nhỏ ra. Mà em thường hay bón ví dụ như phân gà hoặc là phân dơi. Phân dơi là phân rất là tốt. Như bây giờ là mấy thứ tổng hợp á hả? Không, phân hữu cơ anh, phân dơi nguyên chất hữu cơ hoặc là phân gà nguyên chất. Chứ em ở đây không có trồng phân tổng hợp. Phân tổng hợp có thể là bón thêm một tí NPK thôi để cho nó trung hòa cái phân thôi. Ý là cái phân gà cũng đóng gói rồi đúng không? Đúng rồi, phân gà cũng đóng gói. Phân dơi cũng đóng gói rồi, nhưng xài rượu nguyên chất á. Một gốc thì mỗi lần mình bón nó khoảng chừng một hai nút còn nhỏ thì bắn khoảng một muỗng. Canh ăn cơm muỗng ăn cơm á, lớn thì khoảng hai muỗng, lớn nữa là phải bón ba muỗng. Mình chia nhỏ ra mình bón một tuần mình bón một lần hoặc là 10 ngày bón một lần chứ không có bón liên tục. Rồi, cảm ơn ông Trung Kiên nhiều.